Phát hiện mới về biến chủng Omicron. Omicron nhiều khả năng đã kế thừa nguyên liệu di truyền từ virus cảm lạnh thông thường ở người, theo nghiên cứu sơ bộ. Biến chủng này có thể dễ lây hơn nhưng cũng ít độc tính hơn. Trong lúc giải trình tự gen biến chủng Omicron, các nhà nghiên cứu của Neuroference, hãng phân tích thông tin y sinh học ở Mỹ, đã tìm thấy một đoạn gen cũng xuất hiện trong virus có thể gây cảm lạnh, Washington Post đưa tin ngày 4 tháng 12. Trong một nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học từ Neuroference cho rằng đột biến này có khả năng đã xảy ra trên vật chủ đồng thời nhiễm SARS-CoV-2. Virus gây bệnh COVID-19 và HCoV-229E virus corona có thể gây cảm lạnh thông thường. Đoạn gen chung của HCoV-229E hiện chưa được ghi nhận ở các biến chủng khác của SARS-CoV-2. Nhóm nghiên cứu của Neuroference cho biết, nghiên cứu này hiện chưa được bình duyệt, tức chưa được các chuyên gia cùng lĩnh vực rà soát đánh giá nội dung. Theo ông Venki Sudhakaran, một kỹ sư sinh học đồng thời là tác giả nghiên cứu trên, sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa Omicron và HCoV-229E có thể đã khiến Omicron trở nên quen thuộc hơn với cơ thể người và nhiều khả năng là có thể qua mặt hệ thống miễn dịch tốt hơn. Với việc kế thừa đột biến này, Omicron về cơ bản đã học theo phương pháp của các loại virus corona lây theo mùa. Điều này giải thích tại sao Omicron sống và lây nhiễm hiệu quả hơn ở người. Ông Sudhakaran nói, khi virus tiến hóa để trở nên dễ lây lan hơn, nó thông thường sẽ đánh mất những đặc tính gây ra triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Sudhakaran cũng lưu ý rằng cần có thêm dữ liệu và phân tích đối với Omicron trước khi thế giới có thể đưa ra nhận định cụ thể. Ông cho rằng sự phân bổ vaccine bất bình đẳng toàn cầu có thể giúp SARS-CoV-2 đột biến nhiều hơn. Thế giới tới nay vẫn chưa biết nhiều thông tin về Omicron, nhưng các chuyên gia y tế lo ngại số lượng đột biến lớn của biến chủng này có thể khiến nó lây lan nhanh hơn cả Delta. Đến nay, Omicron đã xuất hiện ở hơn 40 nước và vùng lãnh thổ, kể cả những nơi nhanh chóng hạn chế đi lại. Đối với các nước miền Nam châu Phi, khu vực đầu tiên phát cảnh báo về biến chủng này vào ngày 24 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày vừa qua thì đã làm cho 17 người chết và mất tích. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng vừa cho biết là đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vừa qua là do ảnh hưởng kết hợp của rãnh áp thấp, không khí lạnh và đới gió đông trên cao. Báo cáo sáng ngày 4 tháng 12 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, ảnh hưởng của mưa lũ trong những ngày vừa qua đã làm cho 17 người chết và mất tích. Trong đó thì 16 người chết, tại Bình Định có 3 ca, Phú Yên có 8 người, Khánh Hòa 2 người, Kon Tum 1 người, Đắk Lắk có 1 người, và 1 người thì mất tích tại Phú Yên. Về tài sản nhà cửa, 37 căn nhà đã bị sập hư hỏng, Bình Định có 20, Phú Yên có 17 nhà. Về nông nghiệp, 969 ha lúa bị thiệt hại, 1.189 con gia súc gia cầm, 67.570 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về thủy lợi thì 82.128 mét kênh mương bị hư hỏng, tăng 6.674 mét. Về giao thông, khối lượng sạt lở là 127.574 mét khối đất đá, ghi nhận tại Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên. Vào sáng ngày 4 tháng 12, Hà Nội và các tỉnh thành phố Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái trời nắng hanh, nhiệt độ tăng nhanh sau 7 giờ sáng, nhưng sẽ có cảm giác rét buốt kéo dài suốt cả ngày. Tuy nhiên về đêm, trời sẽ chuyển sang trạng thái rét đậm, gây ra nhiều xáo trộn với cuộc sống của người dân. Các chuyên gia khí tượng đã có lý giải về sự chênh lệch này. Đêm ngày 3 tháng 12 và rạng sáng ngày 4 tháng 12, nhiều nơi vùng núi phía Bắc ghi nhận mức nhiệt thấp dưới 8 độ. Còn Đồi Sơn La ghi nhận mức nhiệt độ là 4 độ. Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Đồng Văn, Hà Giang duy trì ở mức nhiệt từ 4 đến 6 độ C. Hiện tượng sương muối được cảnh báo tiếp tục xuất hiện ở nhiều vùng núi cao phía Bắc trong những ngày tới. Trong khi đó thì Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ duy trì mức nhiệt thấp nhất từ 11 đến 14 độ, ban ngày tăng lên từ 22 đến 24 độ. Các chuyên gia khí tượng nhận định trong 10 ngày đầu tháng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, đồng thời có trường phân kỳ của áp cao cận nhiệt đới. Đây là lý do khiến thời tiết miền Bắc phổ biến không mưa, ngày nắng, có hiện tượng hanh khô. Tuy nhiên thì trời sẽ rất sâu vào đêm và sáng sớm. Trong khoảng một tuần tới, miền Bắc được dự báo có nhiệt độ trung bình thấp hơn cùng kỳ nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Khu vực nhiều ngày rét buốt, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và đêm có thể lên tới 10 độ. Những năm vừa qua, nghề trồng mai cảnh đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình. Thế nhưng năm nay khi còn khoảng 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán,
thì hoa mai đã nở rộ. Người trồng mai như là ngồi trên đống lửa vì lo lắng mất đi nguồn thu năm nay. Đã có kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề trồng mai, nhưng chưa năm nào bà Bùi Thị Hậu thấy cây mai nở sớm và rộ như năm nay. Hai vườn mai với gần 1.000 gốc dự tính sẽ mang lại thu nhập hơn 200 triệu vào dịp Tết. Thế nhưng, khi nhiều cây mai trong vườn đã nở hoa, ra nụ như hiện nay, thì Tết khó có mai để bán. Trồng mai thì cũng mong chờ đến cuối năm mà thu nhập mà mai nở thì cũng ảnh hưởng đến thu nhập thì. Xã Kỳ Nam được xem là thủ phủ trồng mai của Hà Tĩnh với khoảng 30 hectare. Mai là một trong những cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cao cho người dân. Toàn xã có 60% hộ dân trồng mai. Dù hiện nay các chủ vườn chưa tuốt lá nhưng đã có khoảng 20% gốc mai nở hoa. Điều này khiến nhiều gia đình đang đứng trước nguy cơ thất thu. Nhưng mong muốn là tết nít tí bán để mà trang trải trong gia đình, nhưng mà chứ mà ăn nở hết rồi thôi chứ nó mong chi nữa cả. Hiện nay thì xã đang giá cho hội nông dân với các cái chi hội, ví dụ như là ban quản lý xây dựng nông thôn mới, thì tiếp tục bám sát các hộ gia đình để có các cái hướng dẫn hạn, ví dụ như là hạn chế chưa trải lá để ngăn chặn cái việc hoa nở sớm, rồi dùng một cái số cái thuốc để giảm bớt cái là hoa nở sớm và gây những thiệt hại cho nhân dân. Theo các chủ vườn mai, do thời tiết năm nay bất thường, mưa nhiều, sau đó nắng lên, kéo dài khiến cho cây mai bị sốc, dẫn đến lá bị vàng, rụng nên hoa nở sớm. Hiện các chủ vườn đang tìm cách để hãm hoa mai nở đúng dịp để phục vụ Tết Nhâm Dần 2022. Nhiều năm qua, điểm tập kết rác thải tại khu chợ Cái Răm thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long luôn trong tình trạng bốc mùi hôi thối và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cũng như là khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều xáo trộn. Những chiếc xe rác chất đầy được dựng cạnh kho chứa rác bốc mùi hôi thối của chợ Cái Răm. Nằm sát cạnh kho chứa rác của chợ, gia đình bà Vũ Thị Vấn sống trong sự bức xúc vì mùi hôi thối ruồi nhặng từ kho chứa rác này. Hôi lắm, tôi không chịu được, tôi toàn được quét thôi. Vì bán hàng gần đây là ô nhiễm môi trường mà Covid này quá nguy hiểm đấy, sợ lắm. Thì cũng người dân cũng không chỉ biết kêu thôi, đến lúc nó hôi thối thì bắt đầu lại đi kêu thì cũng chỉ là hứa để đấy, chúng tôi cũng không biết xử lý mà sao cả. Thế nhưng bây giờ cũng tiện đây thì cũng để có ý kiến là để cho mọi người là ý kiến lên hộ để cho dân được di chuyển cái bãi rác này ra những chỗ nào cho nó vừa ổn định lâu dài, mới hai là đỡ bị hôi thối trong cho dân. Đại diện ban quản lý chợ Cái Răm thừa nhận việc người dân phản ánh điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường đã kéo dài từ vài năm nay. Trước đây, chủ đầu tư sử dụng tầng hầm vừa là nơi tập kết, xử lý rác thải. Sau đó, tầng hầm được chuyển đổi công năng thành ký ốt kinh doanh hàng tươi sống, nên bãi rác được chuyển ra phía cổng số 5 của chợ Cái Răm. Tôi vẫn tha thiết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long là quan tâm để cho chúng tôi được cái cấp cho chúng tôi là nghĩa là được thuê đất và lâu dài ở cái khu của còn hơn 600 mét ở bãi đỗ xe đó để chúng tôi xây dựng, thứ nhất là có bãi đỗ xe và thứ hai nữa là chúng tôi có khu xử lý rác thải, nước thải, và chúng tôi cũng đồng thời chúng tôi để làm cái nâng cấp hàng chợ lên, vì đối với lại trong cái nghị định của 02 của chợ, chợ chúng tôi là đạt về số lượng kinh doanh ấy, khách hàng kinh doanh là chúng tôi đạt là chợ hạng 1, nhưng vì chúng tôi không có bãi đỗ xe đạp xe máy lên, chúng tôi cũng không thể nâng cấp được hàng chợ lên, cho nên là cũng mang lại cho chúng tôi rất là nhiều cái thiệt thòi. Theo tìm hiểu của VTC14, điểm tập kết rác thải trước cổng số 5 của chợ Cái Răm sắp tới sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long bố trí tại ô đất A1 và A2 của khu xây dựng đồi Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy, cách địa điểm cũ khoảng 50 m. Trong lúc chờ di rời kho chứa rác của chợ, thì người dân vẫn sống trong ô nhiễm từ kho rác này. Những thông tin đáng chú ý khác. Khi đang bước vào thời điểm cuối năm, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp hay các hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, theo thống kê của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đây chính là thời điểm dễ xảy ra cháy nổ và gây ra những thiệt hại rất lớn. Do đó cần phải nâng cao công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.
Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên VTC14. Xã Trường Yên, huyện Trường Mỹ, Hà Nội có tới hàng trăm cơ sở sản xuất lớn nhỏ như mô hình hộ gia đình này. Tận dụng không gian nhà ở rồi cơi nới phục vụ sản xuất và làm kho chứa. Do vậy, việc đấu nối hệ thống điện còn chủ quan, sơ sài, hệ thống phòng cháy chữa cháy trang bị chưa đầy đủ. Trong khi đó, các công nhân, thợ đều làm mang tính mùa vụ nên ý thức, kiến thức phòng cháy chữa cháy và sử dụng điện an toàn chưa cao. Chị có biết sử dụng bình bảo chữa cháy không? Em cũng biết chút ít hết ạ. Chắc em là công ty trên quốc vai em cũng học một lần rồi. Cô không biết sử dụng đâu. Không biết sử dụng bình chữa cháy? Chưa bao giờ được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy ạ? Chưa. Cô mới đi làm. Mới đi làm vào đây được tháng nay thôi. Thời gian qua, để giảm thiểu nguy cơ chập cháy, Công an huyện Trường Mỹ đã phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn tới từng cơ sở kinh doanh. Theo cái quy định mới thì cái việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy cháy đối với từng các hộ đến các hộ dân, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh được quy định, thì đây cũng là một cái tiền đề để nhân dân nâng cao cái nhận thức của mình đối với công tác phòng cháy cháy tại hộ gia đình mình. Và cái việc này thì cũng qua công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện thì quần chúng nhân dân, các hộ gia đình cũng đã nâng cao cái kiến thức và cũng đã quan tâm đến công tác phòng cháy cháy, đặc biệt là việc mà trang bị phương tiện phòng cháy cháy đối với hộ gia đình mình để chủ động trong công tác phòng ngừa. Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm cả nước xảy ra khoảng hơn 3.000 vụ cháy, trong đó hơn 50% số vụ xảy ra tại khu dân cư, hộ gia đình. Đặc biệt, cuối năm là thời điểm các hộ kinh doanh, người dân tích trữ các loại hàng hóa để buôn bán, sản xuất và tiêu dùng. Nếu công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không được người dân quan tâm đầy đủ, nguy cơ hỏa hoạn sẽ luôn thường trực. Để giảm thiểu cái nguy cơ xảy ra cháy cũng như thiệt hại về người, về tài sản khi cháy xảy ra ở các khu dân cư hay nó chính là xảy ra ở các hộ gia đình riêng lẻ hay là hộ gia đình kết hợp giữa ở và sản xuất kinh doanh, thì cái đầu tiên đó chính là phải nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Khi người dân có kiến thức tốt, người dân nâng cao cái ý thức của mình trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy cháy, thì khi đó cái sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ xảy ra cháy cũng như là cái thiệt hại do cháy nổ gây ra. Bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, sự hỗ trợ của trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thì điều cần thiết hơn là mọi tổ chức cá nhân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở sản xuất và nơi mình sinh sống. Tiếp tục cập nhật về vụ việc nữ sinh bị vợ chồng chủ shop quần áo ở thành phố Thanh Hóa đánh đập, cắt áo ngực vì trộm một chiếc váy ngắn gây bức xúc dư luận. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo Mai Hường có địa chỉ số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Cụ thể, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường, 29 tuổi, trú phường Lam Sơn, về tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản. Chồng của Hường là Trịnh Đình Anh, 31 tuổi, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngày 25 tháng 11, sau khi phát hiện shop bị mất trộm quần áo, Hường đã sử dụng trang Facebook cá nhân đăng nội dung shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp, nếu trong vòng 24 giờ không liên hệ với shop sẽ trình báo công an. Sau khi đọc được thông tin trên, hai cháu M và H đều sinh năm 2004, trú tại phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, đã chủ động liên hệ với Hường để xin lỗi về việc ngày 18 tháng 11 có đến shop lấy trộm quần áo. Tuy nhiên, Hường không đồng ý mà yêu cầu phải đến shop để nói chuyện. Ngày 26 tháng 11, hai cháu đi xe máy đến cửa hàng Mai Hường, H đứng ngoài còn M đi vào trong. Lúc này, Hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video, đồng thời yêu cầu M cởi mũ bảo hiểm, khẩu trang che mặt để Hường quay clip. Do M không đồng ý nên Hường và mẹ chồng đã hành hung, đánh đập, dùng kéo cắt tóc, cắt đứt áo ngực của cháu. Sau đó, nhóm người yêu cầu M trong 3 ngày phải đưa số tiền là 15 triệu đồng để khắc phục, nếu không sẽ báo công an.
Do không lo được tiền nên M liên tục nhắn tin xin lỗi, mong tha thứ, nhưng cả hai vợ chồng chủ shop không đồng ý và liên tục nhắn tin đe dọa báo công an, thông tin về nhà trường và địa phương nơi cư trú. Ngày 30 tháng 11, gia đình hai cháu M và H đến shop Mai Hường để đưa tiền cho vợ chồng Hường. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu H xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý. Còn gia đình M do không có tiền nên Hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ số tiền 10 triệu đồng. Về góc độ pháp luật thì hành vi này có dấu hiệu của hai cái tội danh. Thứ nhất là cái tội làm nhục và cái thứ hai là cái tội cưỡng đoạt tài sản. Thì sau khi nắm được cái thông tin thì lực lượng công an được cái sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc thì chúng tôi cũng đã phối hợp với viện kiểm sát và truy vết rất nhanh và xác định được cái nơi xảy ra cái vụ án này, các cái đối tượng, và hiện nay chúng tôi cũng đã khám xét và thực hiện các biện pháp và khởi tố. Viện kiểm sát cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan điều tra và sẽ áp dụng các cái biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật, xử lý một cách nghiêm nhất với cái vụ án này và làm rõ tất cả những cái đối tượng tham gia vi phạm phạm tội trong cái vụ án này. Ngay trong tối ngày 3 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan. Hiện công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.